Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của shop linh kiện DIY nha. Hôm nay thì bên mình mới về một cái lô hàng bãi rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau như anh em có thể thấy ở trên màn hình. Trước khi bắt đầu nội dung chính của video thì anh em cho mình xin một like nhé, để mình có thêm động lực sản xuất những cái video tiếp theo tương tự như vậy. Anh em nào mà mới coi video của mình lần đầu thì anh em có thể nhấn vào nút đăng ký và bật chuông để có thể nhận được thông báo khi mình đăng tải video mới sớm nhất nha. Mọi ý kiến đóng góp về video cũng như là nội dung của video, anh em có thể để lại bình luận ở dưới phần bình luận nhé. Cái nào mình sẽ đọc và cái nào nó phù hợp thì mình sẽ chỉnh sửa. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi vào giới thiệu chi tiết và báo giá từng sản phẩm, báo giá công khai từng sản phẩm cho anh em nhé. Sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay là bên mình mới về một cái lô motor giảm tốc nha. Ở đây thì hôm nay thì nó có hai loại, là một loại tốc độ nhanh này và một loại tốc độ chậm. Đây, ở đây là cái con tốc độ cao này. Đây anh em có thể thấy nha. Nó là dòng motor giảm tốc 24V. Tất cả hai loại này đều là 24V nhá, nhưng mà anh em có thể chạy được cả 12 lẫn 24. Tuy nhiên khi anh em chạy ở điện áp 12V thì cái tốc độ của nó sẽ giảm đi một nửa. Còn chút nữa thì mình sẽ test thử cho anh em xem. Còn đây là cái ngoại hình của motor nha, lô này về rất là đẹp. Nó chỉ bị cái tem này này, do là nó vận chuyển nó bị chảy xước thôi. Còn motor thì còn rất là đẹp nha, còn nguyên cả nước sơn zin của nó anh em này. Đó. Con này nó có trọng lượng là 1 kg nha, 1 kg đúng. Để mình lấy thước mình đo cái thông số kỹ thuật cho anh em xem. Đường kính trục của motor này. Con này nó sẽ có đường kính trục là 8 ly nha em nha, 8 ly. Và nó là dạng trục D nha. Với cái trục này thì anh em bắt những cái nhông ở đầu nó sẽ cố định rất là chặt. Đây, đường kính của cái hộp số này là 6 phân. Đường kính của thân motor cũng là khoảng 6 phân nhá. Chiều dài này, chiều dài motor này. Mình sẽ đo chiều dài tổng luôn cả phần trục nhá. Nó là khoảng 147, tức là gần 15 cm nha. Đó, mình đo cho kích thước để anh em có thể tính toán được cái vị trí mà mình muốn lắp đặt. Ngoài ra thì ở trên motor nó sẽ có 4 con ốc, 4 cái lỗ đã được taro sẵn này để em bắt ốc cố định nha. Con này nó là dòng motor DC, bánh răng full kim loại, hàng bãi Nhật. Rất là đẹp. Anh em nhìn bên ngoài vậy chứ mình tháo ra cho anh em xem bên trong. Nó còn rất là mới nha. Đây mình sẽ bung ra cho anh em xem luôn. Đây, anh em có thể thấy là bên trong nó gia công rất là mới và có rất nhiều mỡ bò. Đây là cái dàn bánh răng của nó này, anh em xem này. Đó, mình sẽ lấy nét cho anh em xem. Đó, bánh răng của nó đó, full kim loại 100% nhá. Đây, rất mới. Toàn bộ đều có ron cao su chống xì nhớt, xì dầu. Và motor của nó đều là hai bạc đạn trước sau, chạy rất êm, không gây tiếng ồn. Đây. Đó, nó chỉ ngoại hình của nó chỉ bị chảy tem nhẹ thôi, còn lại motor là rất mới nhá, rất đẹp. Bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem nhé. Đầu tiên thì mình sẽ test thử với bình ắc quy nhá. Đây là bình ắc quy xe máy 12V. Đó, anh em có thấy nó chạy này. Gần như là không nghe tiếng ồn luôn. Đo tốc độ cho em xem luôn này. Nó chạy là 110 vòng 1 phút nhá. Nói chung là cái lực của nó rất là mạnh, mặc dù là chạy 12V nhưng mà anh em không thể nào dùng tay, mà anh em dùng tay anh em giữ cái trục của nó, cảm giác nói chung là nó không hề bị khựng lại, nó rất là mạnh nhá.
đó, chạy thì rất êm, chỉ nghe thấy tiếng ro ro nhỏ của motor thôi. Đó là điện áp 12V nhé. Bây giờ mình sẽ thử với điện áp 24V này. 24V thì anh em có thể sử dụng những cục adapter hoặc là sử dụng hai cái bình ắc quy này nối tiếp lại là nó, anh em sẽ có điện áp 24V nhé. Ở đây mình sẽ thử với cục adapter cho nó nhanh. Đây, với điện áp 24V em có thấy là nó quay khá là nhanh. Đây, với 24V thì tốc độ của nó tăng lên gấp đôi là khoảng hơn 320 vòng nhá. Lúc này thì mô men xoắn của nó sẽ rất là khỏe. Đó, con này mình nghĩ là nó sẽ rất phù hợp cho anh em mua về chế mấy cái máy như là máy khuấy bột này, máy khuấy bột này, hay là máy quấn bạc, hay là những cái loại máy mà cần tốc độ nhanh, anh em cũng có thể chế mấy cái tời mini cũng được, băng tải thì rất phù hợp nhá. 24V DC, hàng bãi Nhật, hộp số phun kim loại. Rồi ok, con này thì nó sẽ có giá công khai cho anh em luôn nhá, là 250.000 một cái. Trọng lượng của nó là 1 cân đúng. Kích thước thì vừa nãy mình có đo cho anh em xem rồi nhá. Số lượng ở đây thì nó về được khoảng tầm mấy chục cái. Mình nghĩ là lô này cũng sẽ rất là nhanh hết ạ. Chạy được cả 12 lẫn 24 nhá. Tiếp theo sẽ là một con motor giảm tốc nữa nha anh em nha. Con này thì nó có kích thước lớn hơn hẳn con vừa nãy này. Đây mình sẽ cho anh em xem. Đó, nó dài hơn rất là nhiều nhá. Và cái trọng lượng của con motor này là nó 1 cân 6, 1,6 kg nhá. Nó nặng gấp rưỡi, cũng như là công suất của nó sẽ mạnh hơn. Và cái hộp số bánh răng này của nó thì nó có tỷ số truyền lớn hơn, nên là cái tốc cái mô men xoắn của nó sẽ còn mạnh hơn rất là nhiều so với con motor này nhá. Thì con này nó sẽ phù hợp cho anh em chuyên sử dụng làm những công việc cần tải nặng này mà tốc độ không cần quá nhanh. Con này tốc độ quay của nó chỉ khoảng 25 vòng đến 30 vòng trong một phút thôi. Bây giờ thì mình sẽ test thử cho anh em xem luôn này. Và tất nhiên là anh em có thể yên tâm là với những cái dòng motor lớn như thế này thì hộp số của nó 100% sẽ là kim loại. Bây giờ mình sẽ test luôn cho anh em xem nhé. Mình sẽ quấn băng keo cho anh em thấy rõ cái tốc độ của nó. Đây, đây là hiện tại mình đang chạy ở điện áp 24V. Motor hoạt động anh em có thấy là không nghe thấy tiếng ồn. Anh em chỉ nghe thấy cái tiếng nó ro ro rất là khẽ, tiếng motor nó chạy thôi. Còn hộp số của nó có nhiều mỡ bò nên nó rất trơn, rất mượt. Đó, con này anh em chế mấy cái tải nặng thì ok luôn rồi, làm lò quay gà vịt cơ động cũng được. Anh em chạy với tốc độ 12V thì nó sẽ giảm đi một nửa tốc độ nha. Hoặc là anh em có thể điều tốc bằng cách là gắn thêm điều tốc để chạy con này. Còn không thì anh em cắm trực tiếp vào 24V là nó sẽ chạy như thế này nhá. Đó, mô men xoắn của nó thì khỏi phải nghĩ rồi, cực kỳ mạnh. Đây là dòng motor lớn mà. Mình sẽ đo qua cái thông số kỹ thuật cho anh em xem nhé. Trục của nó sẽ là 10 ly. Hộp số của nó thì cũng tương đương là khoảng 6 phân, nhưng mà động cơ của nó dài hơn, cũng như là công suất lớn hơn nhé. À, đằng sau thì nó sẽ có nhiều dây, nhưng mà anh em chỉ cần đấu hai cái dây lớn này, đỏ đen này. Muốn đảo chiều motor thì đảo chiều quay hai dây này là xong. Còn mấy cái dây này thì nó là cái dây gì mình cũng không biết. Có một vài con thì đã bị cắt tịt như thế này rồi nhé. Đây, ngoại hình thì chỉ bị chảy xước nhẹ thôi, vẫn còn nước sơn zin này. Còn bên trong thì nó cũng rất là mới, giống như hệt con motor kia. Và bánh răng 100% là kim loại. Con này về giá của nó thì sẽ là 320.000 một cái nhá. Trọng lượng của motor là 1 cân 6. Tốc độ thì như vừa rồi mình test cho anh em xem rồi.
Con này nó sẽ phù hợp cho anh em chế mấy cái lò quay gà vịt mà cơ động, chạy ở bình ắc quy chẳng hạn. Hoặc là anh em có thể chế những cái mô hình máy móc mà cần tải nặng mà tốc độ là 25 đến 30 vòng một phút như mình test thì nó sẽ rất là ok nha. Mô men xoắn thì rất mạnh. Ok, mình sẽ để đường link đặt hàng hai cái motor giảm tốc này ở trong phần mô tả của video nhé. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua sản phẩm tiếp theo. Tiếp theo thì nó sẽ là cái mấy cái bộ combo mũi vít. Anh em mua combo thì giá nó sẽ rẻ hơn anh em mua mũi lẻ rất là nhiều nhé. Ví dụ bộ combo số 1 này. Bộ này là số 1 nhé, mã số 1. Giá 100.000. Với 100.000 này anh em sẽ có tổng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mũi. 10 mũi vít chính hãng của Bosch và DeWalt. Một thương hiệu Bosch là của Đức này, DeWalt là của Mỹ này. Với mức giá này anh em dễ dàng tính ra được là chỉ có 10.000 một mũi thôi. Trong khi đó anh em mua lẻ sẽ là 15.000 một mũi. Hàng này bắn thì rất là bền. Anh em mua một bộ này về thì dùng không biết bao giờ mới hết nhá. Đây, nó giống như là cái mũi mình đang gắn ở đầu máy khoan này này. Đó, hàng của DeWalt. Bắn rất sướng, bao bền và với cái mức giá thì chỉ nhỉnh hơn một chút so với anh em mua mấy cái mũi thường thôi. Mà đây là hàng chính hãng nhá. Bộ số 1 là 100.000 này, tới bộ số 2 này. Bộ số 2 thì nó cũng là thương hiệu như vậy nhưng mà nó sẽ có sự khác biệt về chiều dài của mũi vít nhá. Bộ số 2 này. Bộ số 2 cũng đồng giá 100 luôn. Ở đây anh em sẽ có là hai mũi dài 9 cm của DeWalt. 3 mũi bốt dài 5 phân và 3 mũi DeWalt. 3 mũi DeWalt dài 5 phân luôn, tổng là sẽ là 8 mũi. Trong đó là 6 mũi ngắn và 2 mũi dài nha. Đó, cái mũi mình lấy mình sử dụng là mũi dài, chuyên sử dụng để mở những con ốc nó ở những cái vị trí nó hẹp như thế này này. Thì anh em đưa những cái mũi dài vào nó dễ hơn. Bộ này số 2 cũng sẽ có giá là 100.000 luôn nha anh em nhá. Bộ số 3 này. Bộ số 3 này thì chỉ có 6 mũi thôi. Và để cho anh em dễ nhớ thì giá của nó cũng là 100.000 luôn. Bao gồm 2 mũi dài 5 cm, 2 mũi dài 9 cm và 2 mũi dài 15 cm nhé. Đó, tổng là 6 mũi. Bộ này cũng 3 bộ đều đồng giá 100.000 nhé. Tiếp theo thì ở đây hôm nay bên mình mới về thêm một cái lô búa này. Lô búa của Mỹ, đến từ hai thương hiệu là búa H và búa của hãng DeWalt nhé. Như anh em có thể thấy trên màn hình này. Đây. Lô búa này thì anh em có thể nhìn thấy là cái ngoại hình của nó thì gần như là chưa qua sử dụng. Với những cái đầu búa còn zin như thế này, chưa có một vết chày. Còn vì nó để ở ngoài bãi nên là nó sẽ bị xuất hiện những cái vết rỉ sét nhẹ như này thôi. Anh em chỉ cần, nếu mà anh em kỹ càng, anh em về anh em đánh bóng lại một chút, lấy nhám, giấy ráp đánh lại một chút là nó mới luôn. Còn nguyên bản của nó thì nó sẽ có một cái tem như này nhá. Đó, như cái tem này, nhưng mà tại vì để lâu quá cái tem này nó bị bong chóc mất rồi này. Đó nên đa phần nó bị mất cái tem này. Tem này là tem dán nên là nó rất dễ bị bong nhá. Keo mà để lâu là nó bong keo. Còn lại ở phần chuôi của nó thì sẽ có một cái chữ H như thế này, là logo của hãng H nhá. Đây là một thương hiệu búa rìu rất là nổi tiếng của Mỹ. Một cây búa này anh em mua mới chính hãng của nó có giá là rất là cao, có khi là cả 600-700 ngàn đó, nếu mà anh em mua chính hãng. Còn vì đây là hàng cũ nên là mình lấy được cái giá rất là rẻ nha. Mình sẽ báo giá cho anh em là cây này sẽ chỉ có giá là 220 ngàn một cây thôi. Nó sẽ có, vừa có tính năng là nhổ đinh này. Đây, cái này nhổ đinh này. Đó, phần này thì nó có 5 châm luôn nha. Còn đầu búa này thì anh em sử dụng để đóng đinh này, đóng tắc kê tường. Nói chung là anh em làm thợ mộc hay là làm thợ điện nước, hay là anh em mua về sưu tầm thì đều rất là ok. Phần cán này của nó thì được bọc một lớp cao su cứng nhá. Cầm rất chắc tay. Cây búa này thì nó sẽ có trọng lượng là khoảng gần 1 kg nha anh em nhá. Chiều dài của búa một gang tay của mình là hơn 20 phân một chút. Cây này nó sẽ dài khoảng 30 phân. Đó, rất đẹp. Sáng loáng này, có những cây rất mới nha. Đây. Đó, có những cây còn rất mới rất đẹp.
Lô này thì hôm nay mình về được khoảng vài chục cây nhá. Mình nghĩ là nó sẽ rất nhanh hết. Đây, ngoại hình thì nó sẽ như thế này. Nó có những cây thì nó bị nem một chút này. Cái phần nó đúc nó bị nem ra một chút. Và có những cái cây thì nó hơi bị rỉ sét nhẹ như thế này. Nhưng mà về ngoại hình thì chưa bị chảy xước. Đây là dòng chưa qua sử dụng nhá. Tay cầm còn nguyên zin hết này. Rất đẹp, rất sạch sẽ. Đó. Nghe tiếng kêu là biết cái chất thép của nó xịn rồi. Cái này anh em nên sở hữu một cây để sưu tầm, rất đẹp. Ok, giá chốt nhá là 220 một cây. Mình sẽ để đường link đặt hàng trong phần mô tả video bên Shopee cho em đặt nhá. Lô này về được mấy chục cây thôi, nên anh em nào cần thì có thể liên hệ sớm cho mình để chốt luôn nhá. Rồi, tiếp theo này. Tiếp theo sẽ là một lô búa nữa. Lô này nó là búa tạ nha anh em nhá. Búa tạ hãng Dewatt. Dewatt này thì anh em thấy nó quá nổi tiếng rồi. Cái hãng hát kia thì nó cũng khá là mới ở thị trường Việt Nam, nhưng mà Dewatt này thì nó lâu năm rồi. Logo khắc chìm nhá. Đây là dòng búa tạ. Con này cầm một tay là mỏi chĩu tay luôn đó. Nó có trọng lượng là 4 pound. Nó cũng là hàng mới mà nó chỉ bị lem những cái phần nhựa nó đúc. Nó đúc ở đầu cán này để cố định cái búa. Tay cầm cũng được bọc một lớp nhựa như này. Tay cầm này của nó thì hình như là bằng sợi thủy tinh. Và nó có phần bọc bằng cao su để anh em cầm chống trơn trượt. Và có khắc chìm chữ của hãng Dewatt, logo dập nổi. Đây, nó sẽ có mấy loại như thế này nhá. Một loại đầu thì nó sẽ bằng như thế này để anh em làm cái đe, hay anh em đóng những cái vị trí bằng phẳng. Một loại thì nó sẽ đầu nó sẽ hơi bị nhọn nhọn một chút để anh em đập cho nó có lực, nó sẽ mạnh hơn. Đó. Cây này thì trọng lượng của nó quy đổi ra 4 pound, đổi qua kg thì cái đầu búa không, nó đã nặng gần 2 cân mấy rồi. Cây búa nó sẽ nặng hơn 2 cân nhá. Đây là dòng búa tạ. Đây, đó, có những cây này còn khá đẹp. Nói chung là cây nào nó cũng đẹp hết á, nó chỉ bị lỗi nem keo nhẹ thôi. Đây, đó. Đầu còn mới nguyên zin luôn. Búa siêu nặng. Đó, hàng rất đẹp nha. Nó sẽ có hai loại, là một loại là đầu nó như vừa nãy mình giới thiệu cho anh em nhé, một đầu là bằng này, một đầu là hơi nhọn một chút. Và một loại thì nó sẽ như thế này nha anh em nhé. Nó sẽ có một đầu nhọn và một đầu bằng. Đó, nếu như anh em nào mà muốn lấy những cái cây mà đầu một đầu nhọn thì anh em có thể ghi chú nhé, hoặc là báo trước cho mình. Đó, cây này thì quá đẹp rồi. Búa tạ dùng cho anh em làm những công việc nặng, đập phá, đập tường chẳng hạn. Cây này thì sẽ có giá là 350.000 một cây nhá. Chưa bao gồm phí ship. Đó, nói chung phí ship bên mình thì một đơn hàng mình sẽ thu cho anh em 30.000 thôi. Còn bao nhiêu thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Bình thường ship một cây búa này nó đã phải 40 mấy ngàn rồi. Chưa kể là anh em mua thêm kèm những sản phẩm khác, trọng lượng nó sẽ tăng cao. Nhưng mình sẽ chỉ thu đồng giá là 30.000 một đơn thôi. Ok. Hàng này thì nó cũng không nhiều đâu, nó chỉ khoảng vài chục cây thôi. Anh em nào cần thì cũng có thể liên hệ cho mình nhé. Sản phẩm tiếp theo trong video ngày hôm nay là bên mình có thêm một cái lô ke góc nam châm nhé. Cái này thì nó sẽ rất là hữu ích cho anh em làm nghề cơ khí, đặc biệt là những anh em chuyên về hàn nhé. Đây, thì nói chung là thiết kế của nó sẽ là một cái ke góc để anh em lấy góc vuông này, lấy góc 45 độ này. Đó, có rất là nhiều cách để anh em lựa chọn. Và cái tác dụng của nó, chính của nó là để anh em có thể cố định được những cái vị trí mà mình muốn hàn. Đây, mình lấy ví dụ như ở đây nhé. Mình đã chuẩn bị mấy cây sáp để giới thiệu cho anh em. Đây, đó, nó là nam châm. Xung quanh viền của nó sẽ đều là nam châm nhé. Và nó sẽ hít trên tất cả những cái vật liệu bằng sắt inox mà không nhé. Đó, như thế này. Đó, và anh em sẽ lấy được góc
Ví dụ nha, ví dụ anh em cần hàn vuông thì anh em sẽ đặt nghiêng như này và nó sẽ cho mình một cái góc vuông đó. Anh em sẽ không cần giữ vì đây nó là nam châm, nó tự dính, anh em chỉ việc hàn thôi đó, nó rất là tiện lợi nhá. Ở cái đầu thì nó sẽ bị khuyết như thế này để khi mà anh em hàn rồi á, anh em vẫn có thể lấy vuông được, nó sẽ không bị cấn vào cái mối hàn. Đây nó sẽ có một cái lỗ khuyết ở đầu như thế này nhá. Đây là anh em lấy góc, góc này là góc vuông 90 độ này đó, anh em rất là tiện đó. Hàn bàn, hàn ghế, hàn cổng thì sẽ rất là thường xuyên phải gặp cái tình trạng như thế này. Rồi tiếp theo sẽ là 45 độ nhá, 45 độ thì anh em làm như vậy này. Đây đó, đó như vậy là anh em đã có góc 45 độ đó. Nam châm nó sẽ tự hít nha em nha. Đó, vừa là cái ke mà vừa là nam châm, nó sẽ giúp anh em có thêm một tay để anh em rảnh tay anh em hàn rất là tiện lợi. Đó. Đây, trong bên này cũng là 45 độ này. Đó, có rất là nhiều sự lựa chọn cho anh em nha. Còn anh em cũng có thể hàn như thế này chẳng hạn. Đó, như thế này cũng được luôn. Đó, như thế này nó cũng sẽ là 45 độ. Đó, rất là nhiều sự lựa chọn. Thì anh em để cái vật nhọn như thế này thì cái bề mặt nó tiếp xúc không nhiều nên là lực hút của nam châm nó sẽ hơi yếu. Tốt nhất anh em để như vậy sẽ là ok hơn. Đó, này thì lực nam châm nó sẽ rất mạnh. Ok, thì đây sẽ là cái kích thước của nó nha. Mình sẽ đo kích thước luôn cho anh em này. Kích thước của nó là 8 phần này, chiều này là 8 phần nha. Cái chiều rộng nhất của nó sẽ là khoảng 12 phân, sẽ là khoảng 12 phân nhé, chiều rộng nhất. Đó, độ dày này, độ dày của nó là khoảng 14 ly. Đó, nói chung là rất nhỏ gọn trong lòng bàn tay thôi. Hiện tại thì bên mình chưa về mấy cái size lớn, chỉ có những cái size mini như này thôi nhá. Anh em hàn mấy cái nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thì sử dụng cái này cũng là ok rồi. Mấy cái hộp mà 20-40, 40-80 sử dụng những cái này là ok rồi. Nó đủ sức rồi, lực hút của nó khá mạnh à. Giá thì chỉ có 40 ngàn một cái thôi nhá. Mình sẽ để đường link đặt hàng ở bên Shopee cho anh em nào cần. Ở đây thì nó có một cái lỗ này. Cái này thì chủ yếu là để anh em móc tay thôi. Anh em móc tay anh em cầm hoặc là treo nó lên tủ đồ nghề khi không sử dụng đến nhá. Cùng về nam châm hàn thì ở đây mình còn có một cái lô. Lô này thì lại chuyên dùng cho máy hàn này. Mình đã giới thiệu cho những anh em đăng ký kênh trong nhiều video trước rồi. Anh em nào mới xem video của mình lần đầu thì mình sẽ giới thiệu lại cho anh em một chút. Đây là cái lô kẹp hàn nam châm nhá. Tức là nó cũng sẽ là nam châm là như thế này. Nhưng mà nó chuyên sử dụng để anh em bắt cái dây mát. Bắt cái dây mát của máy hàn. Bình thường thì máy hàn nó sẽ có một cái kẹp mát. Nhưng mà khi mà anh em kẹp cái kẹp ấy vào đây á thì cái mặt phẳng của mình nó sẽ không được cố định, nó sẽ bị cập kênh, nó rất là khó chịu. Với lại mỗi lần thao tác anh em tháo nó ra, anh em di chuyển đi vị trí khác thì nó cũng sẽ mất thời gian hơn. Cái này thì nó sẽ tiện hơn. Đây, anh em sẽ có ốc này để bắt cái dây này. Sau đó anh em kẹp bắt vào cái dây mát của máy hàn và anh em chỉ việc sử dụng thôi. Cái này thì anh em về dùng mỏ lết, anh em siết chặt nó lại nha. Cái này thì anh em có thể tăng chỉnh được độ cao này. Đó, đó anh em đặt lên như vậy là máy hàn của anh em nó đã có mát. Khi không sử dụng tới, anh em chỉ việc nhổ nó ra và di chuyển tới vị trí khác để sử dụng, nó rất là tiện lợi nha. Một bịch như thế này thì cũng có giá là 40 ngàn thôi nhá. Đó, cái này là anh em phải cần phân biệt một chút, không là điện thoại cho mình nó dễ bị nhầm nhá. Cái này là ke góc nam châm, còn cái này là cái kẹp mát nam châm cho máy hàn. Đó, anh em phân biệt giúp mình như thế để khi đặt hàng mình không bị nhầm lẫn nhá. Ok. Tiếp theo thì bên mình mới về được một cái lô thước thủy đa năng này, thước laser nhá. Có rất là nhiều các cái chức năng khác nhau như là cân laser này, cân mực này, hay là có cả thước đo luôn nhá. Đây mình sẽ mở ra cho anh em xem luôn. Hàng mới 100% nhé, full hộp. Đây,
đi kèm theo thì anh em sẽ có thêm tới 3 viên pin nha. 3 viên pin để anh em sơ cua dùng thoải mái luôn. Đây là cái thước nha. Đó, rất đẹp. Màu kim loại và nhựa, chất liệu kim loại và nhựa tổng hợp. Công tắc bật laser này, đây chính là cái đầu phóng laser của nó này. Đó, anh em có thể gạt lên, gạt xuống để chỉnh cái tia laser nó chạy theo chiều ngang hoặc chiều dọc bằng cách là gạt lên, gạt xuống cái công tắc này nhá. Còn đây là cái công tắc tắt mở. Ở đây vị trí này thì sẽ là cái pin này. Cái này thì nó sẽ có những cái chức năng như sau. Đầu tiên sẽ là thước nha. Cái đầu tiên anh em nhìn thấy luôn, nó sẽ là cái thước. Đó, đo in này, bên này thì đo cm này. Đó. Một cái thước thông thường để đo. Đó, tiếp theo thì nó sẽ là cái thước thủy này. Để anh em cân này, ở đây có cả 45 độ này, cái này 45 độ này. Cái này cân theo chiều ngang này, đó anh em cân theo chiều ngang này. Cân theo chiều chiều đứng này đều được nhá. Mình xem cái này nó có nam châm không. Rất tiếc là nó không có nam châm. Đây, cái thước thủy bình thường thì nó sẽ có phần nam châm, cũng khá là tiện. Cái này rất tiếc thì nó không có nam châm, nhưng mà nó lại có nhiều chức năng khác thay thế cho cái này luôn. Đó, có thước này. Đó, có thêm ở đây là một cái thước kéo dài 2 mét nữa này. Anh em nhấn cái nút này nhá. Đó, anh em nhấn cái nút này để em kéo thước ra này. Đó. Nhả ra là nó sẽ khóa này. Đó, nhấn vào nó sẽ. Đó, anh em chỉ việc kéo thôi. Đó, anh em nhấn vào nó sẽ thu thước nha, lò xo. Đó, một cây thước, cây này kéo ra tối đa của nó thì sẽ dài 2,5 mét nha. Cái thước này chỉ đo được tối đa 2,5 mét thôi. Cũng đủ để cho anh em làm được rất nhiều việc rồi. Đó, bây giờ thì là cái tính năng chính của nó nha, là laser. Anh em sẽ rút cái phần giấy này ra. Cái này nó có tác dụng là nó chặn cái cực pin lại để cho nó không bị lỡ tay mà trong quá trình vận chuyển anh em bấm cái công tắc này nó chạy. Laser nó sẽ chạy và hết pin của anh em nhé. Đó. Mình sẽ phóng lên tường cho anh em xem này. Hiện tại đang là ban ngày nên anh em nhìn nó hơi khó một chút nha. Đây. Đây là cái tia laser của nó. Ở khoảng cách càng xa thì cái chiều dài của laser nó sẽ càng xa, đây mình đưa ra càng xa này. Đó. Anh em sử dụng để cân mực trên tường này, trên sàn nhà đều rất là ok nhá. Khi mà anh em gạt cái công tắc này qua này. Đó, anh em gạt cái này nhá. Đó là laser nó sẽ chạy theo chiều ngược lại. Mình gạt thử này. Đó. Đứng mà gạt là nó sẽ chuyển qua ngang. Đó. Mình sẽ thử cho anh em xem là đó. Cái này ứng dụng của anh em đi làm công trình này. Anh em bắn những cái góc tường này. Đó, bắn những cái góc tường này. Bắn mực những cái góc tường này rất là ok. Anh em đặt nó trên tường như vậy này. Và bắn. Đó. Đó, hiện tại mình đang để theo chiều đứng nha, mình sẽ gạt thử này. Đó, là nó sẽ chạy theo chiều ngang. Đó, anh em sẽ bắn. Đó, mình để như vậy nó bắn này, anh em thấy chưa? Đó, nó bắn để anh em lấy được cái góc vuông này. Đó, ngoài ra thì anh em một cân được theo cái mực nước, ví dụ anh em muốn nó thẳng anh em cân như thế này. Đó, cái thước này rất là lợi hại. Hoặc anh em có thể để trên sàn nhà như thế này. Đây, để trên sàn nhà này bắn. Đó, nó cũng chạy lên tường như này, đó anh em thấy chưa? Đó. Rất là tiện nha. Cho anh em đi làm công trình. Đó, tắt này. Đó. Cây này là một cây thước rất là lợi hại. Nhỏ xíu à, kích thước chỉ nằm gọn gọn trong bàn tay. Anh em bỏ vào trong giỏ đồ nghề đi làm, vừa có thước kéo này, vừa có thước thủy này, vừa bắn được laser này. Đó, rất là lợi hại nhá. Chất liệu của nó thì bằng nhôm inox xước này và nhựa cao cấp. Và anh em được tặng kèm theo tới tận 3 viên pin sơ cua. Về mức giá thì rất đẹp, rất dễ chịu, chỉ có 120 ngàn một cây thôi. Hàng mới 100%. Vô cùng tiện lợi. Chỉnh tia laser ở đầu này, đó, 4-5 chức năng nằm gọn trong một cây thước như thế này. Ok. Số lượng hôm nay thì về cũng chỉ được có mấy chục cây thôi. Anh em nào cần có thể liên hệ cho mình sớm để đặt hàng nhá. Đó, một cây thước Livo laser đa năng. Giá chỉ 120 ngàn. Tiếp theo ở đây mình có một cái lô mới về, thêm một ít lô đèn led gắn tủ cho anh em chế cháo này. Cái này thì mình đã giới thiệu trong nhiều video trước rồi, nó rất đơn giản thôi. Bản chất của nó chỉ là một cái đèn công tắc đèn tủ thôi.
Một bịch của nó thì sẽ bao gồm là một cái đèn này, một cục pin. Cục pin này là cục pin 12V mà hay sử dụng vào trong mấy cái điều khiển từ xa nha. Cái remote điều khiển từ xa đây, anh em gắn cho mình đúng cực vào là xong rồi. Cực âm, cực dương này. Cực âm thì nó sẽ lõm, thì nó sẽ vào cây lò xo này nhá. Nếu mà gắn sai thì anh em chỉ việc đảo lại thôi, chẳng sao cả. Đảo lại chừng nào nó sáng thì thôi. Đó. Khi mà anh em gắn vào rồi á, thì cái này sẽ là cái phần gá của nó để anh em bắt lên trên thành tủ này, hay là hòm đồ nghề. Đó, sau đó là anh em nhấn vào là xong rồi. Đó. Nguyên lý hoạt động rất đơn giản. Bên trong này nó sẽ có một cái công tắc và nó có lò xo. Khi anh em đóng cửa tủ vào thì cái công tắc này nó sẽ đè lại. Nó sẽ đè cái công tắc này làm cho bóng đèn tắt đi. Đóng cửa tủ, đóng thùng xe, đóng thùng đồ nghề thì nó sẽ tự tắt đi. Khi em mở ra thì lò xo nó sẽ bật ngược trở lại và đèn ở trong thùng đồ nghề sẽ sáng, tủ cũng sẽ tự động sáng. Đó, nó là một cái công tắc thông minh rất là tiện lợi, phù hợp cho anh em gắn vào tủ áo này, hòm đồ nghề này, tủ đồ nghề này, hay là gắn trên thùng xe, cửa xe để chiếu sáng. Cái này ban ngày vậy thôi chứ anh em gắn vào trong cái chỗ tối ấy, nó cũng sáng lắm ạ. Với ba cái bóng led này nhỏ xíu mà nhưng cũng rất là sáng. Và cục pin này sử dụng cũng rất được lâu, được rất là lâu nhá. Bởi vì là cái đèn này nó nhỏ xíu không? Với lại đa phần là cái thời gian mà anh em mở cửa tủ ra là không nhiều, còn cái thời gian anh em đóng lại là nó tắt đi rồi, nên là nó cũng sẽ không tốn pin nhiều nhá. Đây là một sản phẩm rất là tiện ích, giá thì chỉ có 15.000 một bộ thôi. Đây, nó sẽ bao gồm là cả pin này, cả ốc cho anh em bắt luôn nhá. Ok, mình sẽ để đường link đặt hàng ở trong phần mô tả để anh em nào có nhu cầu thì có thể đặt kèm nhé. Tiếp theo thì ở đây mình hôm nay mình còn ít một vài cái bộ máy hút bụi này, hàng tồn kho. Đây là dòng máy hút bụi chạy bằng pin nha anh em nhé. Trong video trước thì mình cũng có giới thiệu rồi, nhưng mà hôm cho đó nó bị hết hàng, hôm nay nó mới về thêm được một ít nữa. Đây, bộ máy hút bụi chạy bằng pin có đầy đủ phụ kiện như anh em thấy ở trên màn hình nhá. Đây là toàn bộ phụ kiện kèm theo này, một cục adapter sạc cho nó này, một máy này. Đó, toàn bộ sẽ bao gồm như thế nhá, đóng hộp. Đây là cái máy của nó đây. Đó. Khi mà anh em bật công tắc lên thì con đèn này nó sẽ phát sáng. Đây là chính là cái cổng sạc của nó này. Đây là hai cái lỗ gió để nó thổi ra ngoài. Còn đây là cái hệ thống trong này, nó sẽ có motor và pin ở bên trong. Khi mà anh em hút bụi thì anh em tháo cái này ra để vệ sinh. Ở bên trong này nó sẽ có một cái lọc rác như này. Đó, sử dụng lâu ngày thì anh em chỉ việc vệ sinh cái này thôi. Bụi nó sẽ bám, nó sẽ bị cái màng lọc này giữ lại và nó nằm ở bên trong cái hộc ngoài này nhá. Chứ nó không chạy vào trong máy được. Anh em sử dụng một thời gian dài chỉ việc tháo ra vệ sinh cái này thôi, rất là đơn giản. Con này phù hợp cho anh em mua về hút bụi ở trong những cái góc hẹp gia đình. Vì là nó chạy bằng pin nên nó rất là tiện lợi. Hay là sử dụng để hút bụi ở trên xe hơi thì rất ok. Rồi bây giờ mình sẽ test cái lực hút của nó cho anh em xem nhá. Đây, mình sẽ sử dụng trực tiếp mấy con ốc này để mình hút cho anh em xem nhé. Thì nói chung là những cái bụi bặm thông thường thì không là vấn đề gì với nó cả. Đây, mình sẽ sử dụng cái đầu này gắn vào như thế này. Đó, ngoài ra thì anh em tùy theo anh em muốn nối dài, anh em sử dụng cái ống này này, hoặc là muốn vừa hút vừa cọ bàn phím máy tính thì dùng cái cây chổi này, vừa hút vừa trà. Này là những cái đồ khớp nối của nó, rất là nhiều sự lựa chọn cho anh em nhé. Test thử cho em xem này. Anh em có thấy là lực hút nó khá ổn nha. Đây, phần bụi nó sẽ nằm ở trong cái hộp này. Đó, anh em chỉ việc lấy ra thôi. Đó, rất là ok nha. Đây, những con ốc này nó khá là nặng ấy.
mà nó hút được thì những cái bụi bặm thông thường thì không phải là vấn đề gì hết. Đó, sử dụng xong anh em lại gắn lại như thế này. Bấm cái nút này nha. Khi gắn thì bấm cái nút này vào. Đó. Rồi xong. Hút tiếp. Cái này em có thể sử dụng để vệ sinh bàn phím máy tính này. Hút bụi ở những cái góc hẹp hay là trên xe hơi thì rất ok. Hay là dùng để nhặt những con ốc bị rơi vãi như thế này nữa thì đều được nhá. Mức giá thì vô cùng hợp lý nha anh em nhá, chỉ có 300 ngàn một máy thôi. Đầy đủ phụ kiện pin sạc kèm theo như thế này. Đó, một bộ đầy đủ như thế này là 300 ngàn một bộ nha. Rất là tiện lợi, khi dùng hết pin thì anh em chỉ cần cắm sạc thôi. Nhỏ gọn, dễ dàng. Không sử dụng đến thì anh em cất gọn đi thôi. Không cồng cành như mấy cái máy hút bụi chạy bằng điện, lại phải cuốn dây nữa, rất là phiền phức. Tuy nhiên thì mấy máy đó công suất nó lớn hơn thì không thể bàn cãi rồi. Con này mini thôi nhưng mà lực hút của nó như vậy thì cũng khá là ok rồi. Mình sẽ để đường link đặt hàng trong phần mô tả cái video nhé. Tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm cũ của bên mình nhé. Sản phẩm này chắc là có rất là nhiều video mình đã giới thiệu rồi. Gần như là video nào mình cũng giới thiệu kèm theo để cho những anh em mà chưa mua thì có thể đặt mua, cũng như là những anh em mà mới đăng ký kênh thì mọi người có thể tham khảo nhé. Còn đối với những anh em nào mà đã mua rồi thì anh em có thể tua qua cái đoạn này giúp mình để tránh làm mất thời gian của anh em. Ok, thì đây là cái dòng ổ cắm chống va đập này. Bên mình có về thêm được hai loại. Đó là loại ổ cắm 5 lỗ này, 1, 2, 3, 4, 5 nha. Và ổ cắm 3 lỗ, 1, 2, 3. Thì cả hai con này thì cái chất liệu của nó đều làm bằng silicone, một dạng cao su, giống như một dạng cao su đàn hồi á, chịu được va đập rất là tốt, cũng như là nó cắm rất là chặt nha. Đó, ổ này nó lại có kích thước nhỏ gọn nữa, cả hai ổ đều nằm trong lòng bàn tay thôi. Cái con này thì nó có 3 lỗ nên nó còn nhỏ hơn nữa, nhỏ xíu. Sử dụng cho anh em gắn dây điện vào kéo dài và đi công trình để làm một cái ổ cắm nguồn cho cắm máy, máy hàn, máy khoan, hay là sử dụng ở gia đình thì cũng đều rất là ok. Cả hai cái ổ này thì đều có giá là 60.000 một cái nha. Đó. Với cái ổ màu xanh này mà bắt dây điện thì anh em mở cái phần nhựa màu trắng này ra, nó sẽ có hai cái dây điện cho anh em. Còn với cái ổ này thì anh em sẽ bắt qua cái này nhé. Đó, nó sẽ có ba chân bắt, thì anh em để ý ở trên đây nó sẽ có hai chữ này, lửa và nguội này, thì anh em sẽ bắt dây nguồn hai dây vào đây nhá. Còn cái dây này là dây te, anh em có thể bỏ qua. Đó, sau đó anh em đóng cái phần này lại, cái phần nhựa này lại. Đó, đóng cái phần nắp nhựa này lại và anh em bắt lại cái này, đơn giản thế thôi. Sau đó lại anh em dùng cái khoen này, cái khoen sắt này, anh em kéo xuống cái phần cao su này để giữ cho nó không tuột ra ngoài nhá. Kéo cái khoen sắt này xuống là rất là chắc rồi. Về thiết kế thì là giống nhau như vậy nhá. Còn về chức năng của nó thì cái ổ này nó sẽ có 5 lỗ để anh em cắm. Cắm được cả phích dẹt này, phích tròn, phích ba chấu. Nhưng mà nó không có đèn báo. Cái ổ này thì nó chỉ có 3 lỗ, nó cắm được phích dẹt, phích tròn, không cắm được phích ba chấu. Nhưng mà nó lại có đèn LED. Đó. Giống như cái ổ vừa nãy mình test cho anh em xem á. Cái này anh em cắm vào thì nó sẽ có một cái đèn báo sáng ở đây nha. Ok, giá là 60.000 một ổ. Ngoài ra thì cái phích cắm đi kèm của nó, anh em có thể mua những cái phích như thế này. Đây. Đó, phích này cắm vào nó sẽ rất là chặt nha. Và nó cũng có đèn báo ở đầu phích nha. Đó, cũng chất liệu bằng nhựa dẻo và cao su. Giá của phích sẽ là 20.000 nha. Đó, anh em mua một cặp này về để làm một bộ dây nguồn thì rất đẹp. Mua dây điện nối dài, hoặc là mua thêm phích về để nối vào máy để cắm. Cái này anh em cắm, anh em kéo máy hàn, máy khoan thoải mái, không sợ bị lỏng lẻo. Ổ này xài rất là ngon. Ok, sản phẩm này mình sẽ để đường link đặt hàng trong phần mô tả của video nhé. Tiếp theo này, sản phẩm cuối cùng sẽ là băng keo. Đây, về nguyên thùng luôn nha, có cả tiếng Nhật đàng hoàng. Đó, băng keo của Nhật. Hàng rất đều cuộn. Đây, anh em xem này. Màu xanh nhá. Đó. Màu xanh này. Đó, có cả tiếng Nhật luôn nhá. Đó. Đó, cuộn này nó. Ưu điểm của cái dòng băng keo này là nó rất dày, rất dai.
Đây, đó anh em có thấy là cái độ dày của băng keo này. Nó rất là dày nhá. Đó, cái này anh em dùng để quấn dây điện thì cực kỳ là chắc. Đó, và an toàn nữa. Cũng như là cái ưu điểm là nó có rất nhiều màu sắc, rất đẹp. Giá thành thì lại rất rẻ, chỉ có 5.000 một cuộn thôi. Rẻ hơn cả băng keo đen mà anh em mua ngoài thị trường, đó là lại hàng thường, nó rất là mỏng. Đây, ở bên đây mình còn một thùng nữa này. Nói chung hàng này thì bên mình về liên tục rất là nhiều. Đó, đủ các loại màu luôn, vàng này, trắng này, đỏ này, xám xám này. Nói chung là anh em mua 5 cuộn, 10 cuộn thì mình sẽ giao cho anh em mỗi màu một ít để anh em dùng từ từ. Gặp dây màu gì quấn màu đấy. Hoặc là làm dấu phân biệt các dây. Đó thì rất là ok. Đó, giá chỉ có 5.000 một cuộn thôi nhá. Giá rất rẻ này. Cuộn nó còn nguyên, có những cuộn nó còn nguyên cả bịch như thế này này. Còn có những cuộn thì nó không còn bịch nhưng nó còn gần như là chưa sử dụng. Đó, chưa qua sử dụng. Hàng tồn kho thôi. Ok. Băng keo nhá, nhiều màu. 5.000 một cuộn. Rồi, như vậy là mình đã giới thiệu cho anh em rất nhiều sản phẩm trong video ngày hôm nay rồi. Anh em quan tâm muốn mua những sản phẩm này thì có thể liên hệ cho mình theo số điện thoại mình để trên màn hình nhé. Ngoài ra thì hình thức thứ hai là anh em có thể đặt hàng qua Shopee hoặc là nhắn tin qua cho mình. Nếu như mình không kịp nghe điện thoại, đôi lúc là có nhiều khách hàng điện thoại mình không kịp nghe thì anh em cứ chỉ cần để lại tin nhắn thôi. Ví dụ tôi muốn mua cái motor hay tôi muốn mua cái búa, mình nhận được tin nhắn sẽ điện thoại lại cho anh em hoặc là báo giá cho anh em qua tin nhắn cũng được. Ngoài ra thì một hình thức nữa là anh em có thể nhắn qua bên Zalo. Bên Zalo thì nó có một cái ưu điểm là mình có thể gửi được hình ảnh cho anh em trước để anh em xem cho nó đúng mẫu, xác nhận đúng mẫu thì gửi hàng. Ok, đó là những cái hình thức mua bán của bên mình nhá. Mình xin kết thúc video tại đây. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình đăng tải những sản phẩm mới nhá. Chào anh em.